Ok, nhìn vào đây. Chào các bạn, hôm nay sẽ cho Messi thử món bún chả Hà Nội, xem Rockefeller có thích ăn không. Nhìn thấy người ăn mà chó hóng quá. Tiện có hai suất cho Messi suất. Mọi người cùng xem nhé, xem nó có ăn không. Mì chờ đấy, tí nữa để cho em ăn trước đã. Để tí nữa rồi cho mì. Thôi nào, xì, từ từ thôi, ăn thế thôi, để cho chị miếng đã. Không, từ mi xì chờ đấy, để cho chị ăn miếng đã. Mi có ăn không? Ôi giời, mi nhặt thịt đấy hả? Rồi, mi ăn một miếng thôi, xì lại ra đây tiếp phần xì. Thôi mi, thôi mi ăn một miếng thôi, để cho em. Nhìn em nó ăn cả tất cả các thứ này chứ, mi ăn mi nhặt toàn thịt thì tí còn gì. Thôi si từ còn tí, khoan thôi này, còn tí cho chị mi, cho chị mi nhặt nốt để cho chị mi biết bún ăn như thế nào. Trong trường hợp mà chị My không ăn thì cho Si nhặt. My qua nào. Thôi nhá. Si. Nốt. Nào vẫn còn này. Vét nốt. Vét phải không còn cái gì, trong bát vẫn còn đang còn bún. Được rồi. Thôi hết rồi. Chân dung thánh ăn hàng này. Thánh ăn hàng Messi. Đây là một cái video mang cái tính chất là gọi là vui vẻ thôi. Nhưng mà các bạn nuôi chó thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta cho con chó ăn một cái gì đấy thì chúng ta phải nhớ là cho nó ăn nhạt thôi. Giả sử như là bún chả mình cho nó ăn này, là mình cũng đã phải đổ hết cái nước cũ của nó đi. Cái nước nó có mắm muối các thứ, nó hơi mặn một chút, không tốt cho con chó đâu. Đổ hết nước cũ của nó đi rồi mình cho nước lọc vào đấy. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé. Các bạn mà yêu thích các cái con chó Rottweiler của trại chó Gervie thì chia sẻ video ủng hộ kênh Gvi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you. Đây là sau khi đã ăn xong suất bún chả, nghe có vẻ rất là hài lòng.